Anh ơi dùng cái đồng xu vàng vàng của Uplay mua vũ khí á. Anh biết rồi, gớm. Ông bây giờ ông mới nói với tôi mẹ mua game mấy năm rồi, chẳng lẽ tôi không biết mấy cái đấy. Của tôi Uplay của tôi đang mẹ mấy nghìn đồng mà tôi còn chả thèm mua. Nói chứ mua nhiều rồi mà cũng mấy thôi. Tém tém lại mọi người. Kiếm đồ, tự kiếm đồ trong này vẫn là vui hơn. Đây này, hôm nay tôi khám phá đến mảnh đất này rồi này. Tôi chưa đi sang đây vì nó xa quá. Bây giờ tôi, các bạn hiểu nhá, từ 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 nhà tôi nhá, tôi đi dọc mấy cái sông, tôi dọc dọc mấy cái sông, tôi ngồi tôi nhắn Facebook các kiểu, tôi check đơn hàng trong khi mà tôi đang để cái thuyền nó tự đi. Các bạn phải hiểu là đi xa như thế nào đấy. Ok, bây giờ tôi đang có mặt ở tận bên này là Sent, thì tôi cũng đánh chiếm một số chỗ rồi. Thì bây giờ chắc là gọi thuyền đánh chỗ này thôi chứ. Kises Abe đánh ở chỗ này đi. Bây giờ tôi sẽ chạy ra đây để lấy thuyền đi. Cái gì đây? À, lợn lòi à? Kinh quá nhở. Bây giờ mày đánh tao thì có là mấy. Chờ băm con này xong tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cái bộ gear mà tôi đang dùng. Đầm lợn lòi lòi cả trĩ luôn. Ok, xin giới thiệu anh em bộ ghi của tôi này. Thứ nhất là đây, bạn chiêm ngưỡng đi. Tôi không biết đây là màu gì nhưng theo tôi là màu vàng đúng không? Từ đồng lên vàng. Đây, tôi cũng kiếm được một số các bộ quần áo để tôi cũng khoe với anh em. Thứ nhất là không phải bộ này. Thứ nhất là tôi có một cái cung mới thì phải. Iron Cloud đúng không nhỉ? Hình như là cái cung này phải. Và bây giờ tôi cũng chuyển qua một cái cung gọi là cung Predator rồi. Đây, tôi sẽ cho các bạn cung Predator nó khác như thế nào. Cung Predator nó sẽ như này. Đấy. Khi mà các bạn ngắm là nó sẽ như này. Nó sẽ không như cái cung bình thường là nó sẽ là góc 3. Đây nó sẽ thành góc 1. Đấy, nhắc đến đây tôi mới nhớ là tôi phải chỉnh lại cái control đó. Đây nhá. Đây nó có em sensitivity đây. Đấy, tôi cũng chỉnh xuống thấp nhất luôn. Hello phát lộc nha. Đấy, các bạn thấy chưa? Cung Predator nó sẽ là như này. Tôi nhớ này nó có từ bản Odyssey rồi. Cung Predator nó sẽ là góc 1, đúng rồi. Đấy, với cả giới thiệu các bạn. Đấy, một đống vũ khí tôi tìm được trong quá trình đi khám phá bản đồ. Nhưng mà bây giờ tôi đang rất thích cái sex, gọi là cái con dao ấy, dao nhưng mà nó dài hơn dao găm, thì nó sẽ là cái CX, gọi là CX đi. Tôi cũng không biết đọc chính xác cái từ này là gì. Thì tôi cũng đập hết rồi. Đấy, nhà cửa tôi bây giờ có bao nhiêu tôi đập hết vào vũ khí. Ok các bạn. Đấy, ngọc hiển tôi cũng đập đủ luôn. Thì đây là cái con dao Yngling, kiếm được nó cũng không phải dễ dàng. Ngoài ra tôi có một vài cái khiên. Đấy, để cho các bạn thấy là tôi đã đầu tư thời gian như nào để tôi chơi cái để tôi khám phá thế giới mở. Có một số khiên tôi chưa nâng bởi vì tôi hết đồ rồi. Tôi hết đồ tôi không nâng được. Ngoài ra chúng ta đây mũ này tôi cũng chưa đủ đồ để nâng hết này, các bạn thấy chưa? Mũ thì tôi mới kiếm được thêm đây. Hidden One Mask là cái đây tôi đeo cho các bạn xem này. Đấy. Kính chưa? Đúng không các bạn? Đấy. Cái này thì nghiêng về cái assassin hơn. Nó nghiêng về stealth nhiều hơn, nhưng mà các bạn biết tôi build theo cái chiến binh. Tôi build theo warrior chứ tôi không build theo là ninja ẩn thoát hiện, bởi vì game này thực sự đánh nhau rất là phê. Đấy, nhưng mà tôi không đội vì tôi cứ để tôi kiếm được tôi để đấy thôi. Đây còn cái này nữa. Ấy. Về cơ bản đây là hai cái mặt nạ tôi đã kiếm được, nó nghiêng về stealth nhiều hơn, nhưng mà tôi sẽ đội cái này. Nhá. Tôi sẽ cố gắng kiếm đồ, tôi đập full cái mũ này luôn. Tay thì tôi cũng kiếm được này. Magister Vambraces. Cái này là găng của cùng bộ với cái vừa nãy cái Magister. Đấy các bạn thấy chưa? Nhưng mà cái này nó cũng nghiêng về cái thế nên là tôi cũng bây giờ tôi cũng chưa biết đeo cái nào cả. Thực ra tôi mới đập full cái này thôi. Tôi không biết đeo cái nào cả. Một cái là cái này chắc chắn là phòng thủ các kiểu nó tốt hơn. Đấy, với cả có ngọc nghiệp tôi đập vào rồi. Đấy, mấy cái giày chưa kiếm được. Đây khiên đây các bạn nhé. Khiên tôi đang dùng là khiên của Spartan. Khiên Sparta ấy các bạn. Rune tôi cũng dùng hết rồi. Đấy, chung là đập hết vào rồi.
skill này, đây cho các bạn xem skill này. Power của tôi gần 200 rồi. Về cơ bản mấy thằng quát con 108, 109 là tôi đập như con luôn các bạn. Tôi đập rất nhiều rồi ấy. Tôi đập cực nhiều rồi. Tôi đập nhiều bên lắm rồi ấy. Tôi đập mẹ như con luôn rồi. Thế nên là tôi phải khẳng định là bây giờ tôi khá là mạnh. Nhưng mà có một số các cái thằng ở order này thì tôi vẫn mãi đéo đánh được mấy cái đứa này. Đấy, tôi đã đánh được rồi. Đấy, bây giờ lòi ra mấy đứa mới. Nói chung tôi chơi, tôi bỏ khá là nhiều thời gian để tôi cày các bạn. Hy vọng các bạn sẽ appreciate cái công sức đấy của tôi. Chạy ra, chạy ra ngoài lấy cái thuyền rồi đi. Không có nồi cơm điện Việt Nam nhỉ vãi. Đổi kiểu tóc đi anh á, anh đội mũ này đổi tóc thấy gì đâu. Đội mũ này đổi tóc thì thấy gì à các bạn? Cứ để đầu chọc cho nó mát, đội mũ cho đỡ ung thư da đầu. Đúng không? Đây rồi, trước tiên là khởi đầu stream mà chúng ta sẽ đi đánh bọn này đã nhá. Đó, ngược lại cơ mấy ông ơi. Lùi lại tí coi. Để mẹ cái số lùi của cái thuyền này chán thế, chậm vãi. Nào đi. Sail. Catch the wind. Đấy. Sing us a song. Ok gì đây? Hình như lại có một bọn à? À đây, đây đúng rồi. Bọn này nó rất hay có cái kiểu chặn chặn ở giữa đường này để nó cướp mình. Chúng mày gặp phải quân cướp rồi các con ạ. Chúng mày cướp nhưng mà bọn tao là bố của cướp, hiểu không? Bọn tao là chúa tể của những cái thằng cướp. Con dao này đánh rất nhanh anh em nhé, mà cũng rất mạnh bởi vì tôi đập hết học vào nó rồi. Thế nên về cơ bản đây là đang là vũ khí lý tưởng. Quả thấy không? Không nói nhiều mấy thằng này. Dao bé thôi nhưng mà rất nguy hiểm. Bây giờ bọn nó hay có cái trò là nó chặn chặn đường ngay xong nó cướp các bạn. Nhưng mà xin lỗi hôm nay chúng nó đậm nhầm, chúng nó động phải bố chúng nó rồi. Lâu chung Ngô Văn nha. Quả thấy mạnh không? Đâm hai cái chết mẹ. Sao anh em thấy chất lượng stream nãy giờ nhỉ? Đấy, tôi nói rồi, nếu mà giật nữa thì ngày mai chúng ta về full HD lại. Không vấn đề gì cả. Miễn sao kể cả về full HD tôi cũng sẽ cố gắng optimize làm nào để anh em xem chất lượng tốt chứ không bị mờ. Hàng to chưa chắc đã khỏe, hàng bé chưa chắc đã yếu, đúng rồi. Nhưng mà tái của Hì Béo vẫn là cỡ bự. Anh em phải công nhận điều này đúng không? Let the sail out. Đây, bây giờ đi ra chỗ kia nhá. Em tưởng mỗi lần lên bườm là Viking hát lên những giai điệu hào hùng đấy, có hát mà. Đấy. Đang hát này. Next song này, có cả dịch vụ bài khác này. DJ. Lên đĩa cho em bài này hiểu không? Đấy. Đây bây giờ đánh đây à? Đâu, chỗ này là... Ủa, chỗ này red rồi mà. Sao rồi vẫn còn báo red nữa vậy? Chắc là chưa loot đồ. Thôi, qua đánh bọn này đi. Đi đi anh em. Để cái game này thỉnh thoảng bị mấy cái rất là ngu nhá. Này các bạn nhìn này. Đi, đúng rồi. Khổ quá. Run up the sail. Save it for later. Red sau mấy cái này red rồi mà, red mẹ thì nữa, con chỗ trước mặt thôi. Chơi đồ họa cao là được rồi mà anh. Mọi người bây giờ xem thấy nét không mọi người? Mọi người xem nét là tôi hạnh phúc rồi, là tôi cảm thấy là tiền tôi bỏ ra là không phải là tiền bỏ vớ vẩn. Nó có ích. Đó. Cho nên không thì chắc tôi phải giả máy. Giả máy rồi chi về tôi. Rồi chi một máy lại quá mọi người. Thôi đến đây để bố mới cầm lái được rồi. Đây chỗ này này anh em này.
Bọn này giờ power thấp hơn tôi hết rồi. Mẹ tôi cây cuốc vãi cả đáy. Bạn thấy không? Hai đâm chết mẹ em thằng. Đâm nhanh vãi trưởng luôn mà đam lại to. Đấy, thấy chưa? Bây giờ tôi có khả năng này các bạn. Sau đó đấm đến chết. Quả thấy được không? Nhơn. Em mấy con dao này hơi bị kinh các bạn. Mà cái đòn kết liễu của cái con dao này nó cũng hơi bị kinh đấy các bạn. Thấy chưa các bạn? Đấm vào góc 1 này tôi là vua. Tôi là vua của cái góc 1 này rồi. Để cái góc 3 thì nhiều lúc còn phải kiểu hững hờ lại. Mẹ các bạn nhìn cái cung này. Cung dài như dái tôi các bạn. Nhờ anh em xem có những vũ khí gì hay hay có thể bảo tôi thì anh em ta cùng đi. Cái mục đích stream kìa. Trời ơi. Ngu học. Mở cửa cho tao mày. Hey, come here. Đệt má. À không có thằng nào cho tao mày à? Tưởng có này ném chết hết. Má nhìn tôi chạy rồi. Để thằng nhát chết. Warrior's Creed Valhalla. Chuột nó nhanh quá. Nhìn chọc này các bạn. Nhìn các bạn chọc này. Chỉ có mỗi cái là nhiều lúc có chọc nhanh quá hay bị trượt. Nó cứ chọc một đường ấy. Má đúng ác luôn. Bây giờ bọn này có làm gì với tôi đâu. Đầm xịt 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 liên tục kinh mãi. Nhiều rắn tấn công các bạn.
tôi cân mấy thằng này còn được chứ đừng nói có đồng đội. Ờ, ở đây nó có một cửa ở đây. Kiếm búa tho với thanh Excalibur, ok, để đi kiếm nhá. Xiên nó vài nhát xương bụng nó. Đây rồi. Nhồn. Sao? Ở đây. Mày. Nhơn. Tôi bị thiếu gì chiêu đâu các bạn. Cái này là mình sẽ đánh cháp vào người nó. Có ai đi qua là nổ chết luôn. Kiếm sĩ chơi dao găm như kiểu nhà nghèo không có tiền mua kiếm to. Có kiếm mà, ơ, nãy cho mọi người xem rồi đấy. Đây này. Kiếm này tôi đéo thèm thùng này. Các bạn lại bảo tôi không có kiếm. Long sword hả noi nhá. Hai tay two-handed luôn. Tôi còn không thèm dùng bởi vì tôi cái này nó đâm nhanh quá. Đâm nhanh mà đam nó cũng to to rồi. Các bạn hiểu không? Đâm mà anh em con dai còn xưng bụng được chứ. Anh em phải hiểu sức mạnh của kiếm này. Là con dao này. Tôi kiếm dai tôi có dùng đâu. Tôi còn không thèm đập đồ cho nó cơ. Tôi ra lút nốt để chỗ này đi. Ôi, đúng là tí đâm. Con tôi đóng chiếm ở đây có gì khó đâu các bạn. Bờ khéo mấy thằng 200 230 tôi ăn được. Có ngại đâu. Cười đấy, mời đấy. Anh em tập trung đây làm gì? Đi ra ngoài đi. Để toàn thằng hôi nách bẩn vãi đấy. Toàn công ăn ở bẩn bẩn cứ tập trung vào một chỗ. Đánh xong người đi chỗ khác. Hình như là ô không được à? Từ giếng này không được à? Từ giếng này như không mở được. Thế à đúng rồi, lút ở dưới. Tôi cứ tưởng là đi từ cái giếng này xuống sẽ có chỗ lút đồ, hóa ra không phải. Đây hóa ra nó ở dưới này. Hello the flick nha. Dạo này đi đâu bây giờ mới gặp em mày. Anh em ký cho tôi một cái một like hoặc cái subscribe cho kênh của tôi nhé. Chơi một thời gian là sẽ master được game này thôi. Help me out here. Combat của nó cũng hơi khác khác một chút. Thôi. Không cần. Bắn này thứ nhất này. Mở cửa ra thứ hai. Đấy. Vào đây. Hey. Vào đây cu. Đúng rồi, vào đây mở cho anh. Giỏi lắm. Có gì anh sẽ về anh phát thưởng. Đồ chiếm nhiều quá, quen được các bạn. Đồ vật. Tôi nhớ. Ok, hu rồi. À, bây giờ đi đâu đây mọi người, đi đái cái đã.
Nãy giờ có giật thành cục lác lác tí nào không hả Hồ Thanh? Nào bây giờ Excalibur đúng không? Anh em nghĩ tìm tầm này có hơi sớm không? Nếu không sớm thì chúng ta cùng đi. Ui, cây Excalibur vãi đái nhờ. Đẹp phết. Để nó lên tôi kiếm nào. How to get Excalibur in Valhalla này. Bây giờ chỉ có lên đây thôi chứ còn đéo biết tìm đâu các bạn. Every treasure written location. Ui, cái gì? Đâu để xem à? Thứ nhất là để tôi đọc cái điều kiện của nó đã. Xem có điều kiện gì không. Có 11 cái tablet. Nghĩa là có 11 cái bảng mà chúng ta cần phải tìm trước. 8 cái bảng thì nó là đi tìm ở trong cái Treasure Britain. Nghĩa là cái hòm kho báu của nước Anh. Nó nằm ở trong những cái sự kiện gọi là có tên là Blue Mysteries Events. Và có những cả cái hầm ở bên phía dưới lòng đất. Đấy. Và ba cái còn lại thì nó sẽ rơi ở chỗ Zealot, Order of the Ancient Member, Odin, Hake và Hotra. Nghĩa là về cơ bản là muốn lấy cái này nó sẽ không chỉ là một chỗ mà nó sẽ phải lấy rất nhiều chỗ. Thì đầu tiên là chúng ta phải đến những cái chỗ như kiểu là phía đông Anglia, Essex, Sen. Thì bây giờ tôi có thể tìm ngay ở trên này được. Đây các bạn chờ tôi tí để tôi xem nhé. Cái vị trí đầu tiên nó nằm ở phía đông Anglia, các bạn xem tôi ở trên này xem Anglia nó nằm ở đâu. Tôi đang kiếm ở trên mạng đây. Anh em thông cảm nhá, đừng gọi tôi là cúi bắp nhá, bởi vì bây giờ không có thời gian để mà kiếm, tự kiếm đâu, lâu lắm. North Sea nó nằm ở phía North Sea, phía bên này. East Anglia nó nằm ở bên này. Thì nó sẽ nằm ở tầm chỗ nào nhỉ? Đây, tôi nghĩ nó nằm ở đây. Tôi nghĩ nó nằm ở đây. Đúng nhỉ? Đúng ta? Không, thứ ra nó nằm ở đây. Nó nằm ở đây. Ok, vậy thì chúng ta sẽ phát trào vèo qua bên này. Nó nằm ở một trong hai chỗ đâu đánh dấu. Tôi không biết là nó là điểm vàng hay là điểm trắng nữa. Em gửi anh rồi ấy ạ. À, anh muốn xem ảnh ấy cơ. Chứ còn mày gửi video xem lâu á. Gửi video xem lâu của mẹ được. Dân chơi game nào mà chả Vicky. Cứu thằng bé. Vứt mẹ thằng bé đi em. Hello Phan Thùy Linh nhá. Sao nghe tên quen quen nhỉ? Bây giờ chạy qua sông nhá. Ê dude, ngược đường rồi mày. Chạy đường này cơ mà. Mày đi cái đường gì kiểu gì đấy. Hello Tùng Anh nhá. Ăn cơm trưa mà sờ chim vậy anh? Anh ăn rồi. Giờ anh ăn sớm lắm mày. Bố làm gì? Bố làm gì chúng mày? À cái cá kìa. Cá. Phải dạy chúng mày bài học mới hiểu được sự đời. Đâu nha. Tao bắn cùng đâu nhở? Ôi thằng này nó có cái gì tự chất nổ này. Cái này nhanh quá các bạn. Ngắm nhanh quá. Trở tay không kịp. Anh đang dùng Arctic Pro Wireless không?
tiền. What the fuck? Tôi bị crash game các bạn ơi. Tôi bắn vào đầu nó, tôi bị crash game. Ôi. Vãi đái. Bắn vào đầu crash game. Gì vậy? Không hiểu. Bắn vào phải. Này khác gì chơi game crack à mọi người. Thua thật. Hello Duy Mạnh. Idol bơ luôn. Cái gì? Vãi cả bơ. À nhớ nhớ rồi. Cơ bản em có vào kênh của anh xem bao giờ đâu. Nghe bảo sao nghe tên quen thế. Vãi trưởng. Bơ đâu đang mải chơi. Sorry sorry. Buồn thật đấy. Wow. Có cái intro ấy lâu thế. Mất save của anh á? Không. Mất sao được, game bản quyền mà em. Anh chỉ bị mấy lần trước thôi, lần này anh không bị đâu mọi người. Vác. Vác. Không, nếu mà nó cho chỉnh chuột là tôi bắn ok mọi người. Mày chuột nhanh quá. Tôi mà không thể chơi game chuột nhanh được. Mà nếu mà chơi tay cầm thì nó tù lắm, tôi không thao tác nhanh được. Tôi không phải con người của tay cầm đúng không ạ? Không phải console, dân console. Bây giờ tôi là dân của chuột tím mất rồi. Chào tất cả mọi người, không chào mình. Ok fine. Khổ quá, anh cứ nhìn mắt, anh cứ nhìn vào cái comment cuối cùng là anh đọc trước. Em hiểu không? Đây các bạn nhé, có người quen nhưng mà chưa gặp bao giờ. Bạn của Hiếu Po các bạn nhé. Làm ở hãng đấy các bạn. Mình dù chơi game mấy lần không chơi, chảnh chó xong giờ bảo mình không chào bó tay. Chắc mấy thằng người dân trong này report tôi anh em ạ. Lại mọi người. Ôi may quá, tôi đang đầu này. Đấy các bạn thấy chưa? Bỏ cái ra trông nhìn cái đầu trọng thấy gớm. Đội mũ à. Lúc nãy là đây, tầm chỗ ai. Đúng rồi, tầm cái game này zoom rất là ngu nhá. Bực mình vậy đấy. Đâu nhỉ? Ồ tầm này. Cái save nó ngay đúng lại cái đoạn rơm. Giờ tôi lại phải chạy lại tiếp. Anh rủ em chơi Warzone còn gì cơ. Chứ bắn vào à cái gì à vạ gì. Vạ Valorant anh không chơi được đâu. Dị ứng quá ấy, ngày trước bắn Seiko rồi dị ứng quá ấy. Thế cả không thích cái concept của game đấy. Có đúng cái Warzone là anh thấy ai cũng chơi được. Chỉ có máy chơi được hay không thôi chứ còn ai mà không chơi được game đấy. Linh bạn nói chuẩn đét đấy, bây giờ hầu hết người còn anh xem anh hiểu là fan lâu năm. Ờ, tôi cũng công nhận điều đấy mà. Tôi cũng công nhận điều đấy mà anh. Không có cái mùa xuân mà kiểu như là GTA triệu view đâu mọi người. Hết rồi. Bây giờ mình trưởng thành rồi, mình phải tập sống chấp nhận đúng không? Ghim lại cái lỗi đau đó vào trong lòng. Làm gì có Call of Duty Việt Hàn nào Battlefield mà ông? Phải xem dân chơi, dân xem game offline mà không phân biệt được hai dòng game đấy nữa. Xong nhạc căng thẳng đấy nhỉ? Ok. Nghe bảo là cái đấy nó sẽ ở dưới hầm các bạn. Ui. Xuống không anh em? À đông, không. Cái tablet nó ở ngay đây này. Đâu ấy? À này, nó ghi cái bảng này chắc chắn là bản tablet rồi. Đúng không? Đây này. Có thể nó ở đâu nhỉ? À, thì nó dưới này luôn, nó dưới này luôn. Đúng rồi. Để lấy được thanh Excalibur là phải có cái tablet các bạn nhé.
Cố hình máy nhá. Ờ cái gì nhỉ? Cố hình máy tôi đã quên rồi. Anh em vào nhớ cố hình máy tôi nói lại cái. Hâm mộ từ thời xưa bây giờ mới biết bạn thân là ông bạn mình mới dám nói chuyện. Cái gì? Mới biết bạn thân là ông bạn mình. À. Anh là bạn học của Hiếu mà. Hiếu giúp anh nhiều lắm ấy. Nên là cứ xử tốt em nhé. Ờ nãy có mấy ông hỏi tập 1 của Valhalla thì Valhalla tôi up trên fanpage nhá. Tôi mất cái tập 1 rồi mà tải lại từ Facebook thì giờ nó mờ lắm. À con rắn thế này. Không ngắm tới này. Đàm vãi đái thật. Xuống đây sơ muối được cái gì nhỉ? Không đẩy thuyền gì điên à? Thì anh bảo là bạn bè ấy. Với anh thấy Hiếu bảo anh em hơi cũ. Đẩy vãi cả đẩy thuyền ạ. Anh không biết gì hết. Ôi. Tôi không biết là tôi đã gần full cái vạch entry line chưa các ông nhỉ? Nay bây giờ tôi là 4 vạch rồi đấy. Khá là nhiều. Trong khi anh em bắn Fortnite thì tôi cày Assassin. Lúc anh em đi về gấu thì tôi cũng cày Assassin. Đấy. Mãi về sau anh em mới vào xem stream anh em bảo ôi sao anh hiểu cày kinh thế. Ờ. Dưới này cũng có một con rắn. Malevolence. This land bears deep affliction. This area is cursed fire and destroy the source. Later. Chỗ này bị nguyền rủa anh em ạ. Kinh quá. Ôi xuống đây ghê quá. Tôi xuống chưa xuống cái chỗ nào nó kiểu như này cả. Ghê quá mọi người. Bị nguyền rủa là nguyền rủa như nào? Đây 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 đây. Cái này là cái gì đây? Thế thôi à? Xong rồi à? À ok, nhìn vào cái biểu tượng đấy là xong. Chết rồi, bây giờ... Nó nằm ở bên này thì làm nhau. Đúng rồi đây em ạ. Hiếu nó bảo anh thế, anh chỉ biết nói lại thế thôi. Nào muốn coi cấu hình máy ảnh vô clip gần một phải. Nói chứ để xong lần sau ghi cấu hình lên đây. Không nhiều bạn không biết. Mày nói câu đấy. À ừ đúng. Đúng vậy. Ê lúc nãy mình đi đường này hả mọi người? Đâu có phải đi đường này không nhỉ? Quên mẹ đường rồi. Nào. Là
sắt nhỉ. Ở đây nó lại có đồ. Thế tôi đi đúng đường hay là sai đây? Khổ như cái này mấy anh em chưa xem bao giờ, không anh em nào biết để chỉ tôi cả. Đây ôi, nút cái chest trước này. Cái tablet đây đúng không? Phải đây là cái tablet mà nó nói đấy không? Thì bây giờ có nhiều anh em xem rồi, có nhiều anh em chơi, anh em xem rồi thì hỏi. Chúng ông nào chơi rồi thì hoặc là xem rồi thì ông trả lời. Rồi ạ. Viewer gì toàn đi bắt lỗi ạ. Phải. Anh là streamer đi vệ sinh. Có nhu cầu đi ngồi nhịn đái à. Thế là một cái rồi đúng không? Có cái nào nữa không? À, nó không phải cái biểu tượng này, không phải là biểu tượng cái tablet, mà nó là cái biểu tượng của cái hầm mộ các bạn ạ. Về cơ bản chúng ta vừa mới xuống hầm mộ, bây giờ chúng ta có được một cái rồi đúng không? Để vô xem có đúng là có một cái tablet không. 11 cái anh em nhá. Lấy được cây Excalibur đéo dễ đâu. Đây, một cái này. Hai, ô, thực sự mình lấy hai cái rồi. Nên là còn 9 cái nữa, 9 more. Cái này mẹ sau ria bỏ qua. Đây này. Con ngựa này với hình đéo gì. Ancient artifact made from mysterious material represents carriage of Morgan with some use one day. Đây, có thể sẽ có công dụng một ngày nào đấy. Vừa với nhặt hai cái này à. Google Play tiếp thôi các bạn. Đầu tiên là cái nào nhỉ? Một cái. Đúng rồi. Bây giờ cái thứ hai sẽ ở cái access. Access nó cũng nằm ở ngay đây thôi. Bây giờ phải Google tìm các bạn. Thời gian đéo đâu mà. Nó ở tầm chữ Z à. Ngang chữ Z thì nó ở tầm đây. Đây access rồi. Cái ok. Access nó sẽ ở tầm này. Tầm ngay dưới chỗ này à? Đâu nhỉ? Chữ Z là chữ đéo rồi nhỉ? Đâu rồi? Chính xác nó ở đây. Không ở đây. Đây đúng không nhỉ? À đây đúng không? Đây à? Mẹ nhìn sao phản đồ bọn này làm khó nhìn nhỉ? Essex ở đây cơ mà. Where Essex? Ờ. Tôi đang phải so chiếu cái map anh em ạ. Mẹ nhỉ. Cái đoạn này chưa mở, đéo so chiếu được. Ngay ở trên chỗ mơ cái gì. Đang phải hình dung cái hình cái map nó nhau. Đây. Map chỗ này à? Đúng rồi. Thế thì đây, chính xác ở đây rồi. Khổ đéo chịu rồi. Vừa xem anh vừa ngồi chơi game 3 sống. Đùa. Ra PS5 rồi liệu Phương có chơi lại Days Gone? Có. Nhưng mà phải chơi nhện nọ trước đã. Nhện đen trước đã các bạn. Tôi rất muốn chơi Days Gone 60 thề luôn. Bởi vì tôi không chơi được, bây giờ nó là 30 tôi không chơi được. Lởm quá. Mà không biết Days Gone có được 60 không hình không nữa. Ôi trời mắt sao lắc này. Phần này toàn phải cày lên cấp như Origin. Đúng rồi, phần này nặng RPG mà anh em. Đâu rồi? Đây nó đang xong này. Vào phát xem tập 6 luôn thì có hiểu được không anh? Anh nghĩ là đéo hiểu được đâu. Mày vào xem tập 2, tập 3 được chứ. Ông đang lại ra có. Nói chung là anh chơi game bình thường mọi người.
Có game nào không chơi đâu. Trừ mấy game indie thôi. Game indie thì có cái thương có chơi, mọi người qua xem cái thương ấy. Tôi không chơi game indie nhiều. Mọi người đang hỏi chấm. Biết thằng mắc dịch là thằng nào. Ok. Here we go. Cầm đuốc lên máy. Fuck cái game này. Không cầm được đuốc đây. Hay là sáng quá không cho vào à? Hết đuốc rồi à? Đấy, vào đây đầm đuốc rồi. Not currently available. Sai thế nhở? Cái đuốc này lúc nào chả cầm được nhở? Tại sao? Đánh lại có co-op thì chơi thôi mọi người. Rủ linh cá kiểu quân các kiểu. Phổ thanh mẹ đẹp hết chơi. 150-50 đó. Đẹp mẹ mua máy xịn vô xong đánh về chơi audition đó. Có bùng luôn. Ai cũng bảo lâu mới thấy, chứng tỏ hôm nay ông mới stream vơ vẩn. Chơi được mẹ gần tuần rồi. Có em không vào em không biết. Em thấy khám phá này kiểu ấy hay không? Khá là giống, nó làm tôi nhớ đến Odyssey. À, rồi Origins. Vào đây tha hồ mà khoáng, khai khoáng này. Là lần này mình sẽ bị cái gì nó làm bất ngờ. Here lies a thirsty giant. His mouth is in need a drink. Quench his thirst tenfold to obtain his precious trinket. Ở trong này có một thằng khổng lồ đang rất là khát. Mồm nó cần uống nước. Thì phải làm nhau để giải cơn khát của nó thì mới lấy được cái kèn hay là cái tù và quý báu của nó. Motherfucker. This looks like an old cellar. Yeah, reeks of stale wine. Are those barrels still full? Bây giờ có nước đây. Ok. So where the giant? A shaft. I can see something at the bottom, but it's out of my reach. Ở dưới có một cái cần hay cần gạt hay cái gì đấy. Mình không thể xuống được. À, hình như phải đổ nước các bạn. Đổ nước xuống đấy. Sợ đéo có tên. Kiếm phá cho đỡ phí. Tên. Ok. Chà, tay đéo ơi, mẹ ơi. Hết tên rồi ông ơi. Xem một chỗ nào để tên đúng không? Bắn hết mẹ tên thì vãi. Đủ tên anh em ơi. À. bỏ qua.
Không dùng đuốc thật này anh em. Lion has filled the shaft bearing my prize with it. I should be able to reach it now. An old drinking horn. It looks valuable. A good find, I think. Xong rồi à? Thế thôi à? Mình tưởng phải đánh boss chứ. Đúng rồi, lấy được rồi. Lấy được rồi các bạn ạ. Ô, đơn giản đấy. Đây nha, địt mẹ nó khang hô nhá. Mày nhìn đây này. Mày nhìn, mày căng con mẹ mắt ra mày nhìn này, thấy chưa? Mày thấy chưa? Mày không xem được 2K là do điện thoại. Hiểu chưa? Lên PC mà xem. Mày trông con mẹ mày lo móc con người ra mà nhìn này. Hiểu chưa? Mày còn nói cũng là mọi áo tao lấy, mọi áo lấy con chuột tao ném mọi áo vào mặt mày bây giờ. Tao ghi 4K là 4K. Đâm lòi mẹ người giờ bực. Xem số tiếp theo đâu. Một chỗ ở nó ghi đâu nhỉ? À suit sex. Cái này nhiều sex thế. Nằm ở tầm cuối cuối. Cuối cuối là nó nằm ở tầm này rồi. Thế bây giờ phải phát cháo vèo đến đây thôi. Phát cháo vèo từ đây. Ui mẹ chạy dài đấy anh em ạ. Dài phải cất luôn đấy. Bay ở đây xong gọi thuyền vậy. Phải đi sang chỗ anh mới thấy. Văn hóa anh ơi không lại VTV ở. Đấy. Không phải, streamer bị kích động các bạn ạ. Mấy tập trước là up hết. Trời ơi em ơi, anh đăng từ tập 2 cho đến tập 5 là ở trên này luôn rồi đấy. Em lên kiểm tra lại đi. Fuck. Bật vệ sinh á. Nó bật vệ sinh thì nó cũng chả khác, nó cũng tầm 60 FPS đó mọi người. Đâu khác gì không? Nó cũng tầm 60 mà. Bật thì nó cũng khóa lại thế thôi, như nhau mà. Tôi hiếm khi tôi bật vệ sinh. Chỉ có kiểu như FPS cao quá như kiểu cái Marvel Avengers ấy. FPS cao nhưng nhiều lúc nó hay bị tụt xuống xong nó lại lên ấy. Thì tôi mới bật cho nó giữ lại thôi. Chứ còn 4K vừa tôi chơi nó cũng tầm khoảng 60 FPS thôi. Nó chỉ giảm được vài FPS nếu mà lốc vào. Ơ, Cố Thanh ơi, nãy giờ stream như nào? Chả thấy anh em là kêu gì cả. Chẳng lẽ ổn rồi à? Linh ơi, ông nào xem nãy giờ có bị gì không? Ơ, thế chẳng lẽ ngon à? Khó tin nhỉ? Khó tin nhỉ? Mặc vest khi stream á? Thôi em ơi. Tiếng lành chả được mấy, nóng mò mẹ. Tôi đang định kiểu như là nếu như mà hôm nay anh em kêu nữa là tôi không stream 2K ở đâu. Đấy, hay là YouTube nó biết thế, biết tôi dỗi nên là thôi hôm nay nó lại cho không bị gì. Hay. Bây giờ nha, mẹ đi từ đây. Đóng thẳng một phát đến ủa xa thế. Đến cái lâu đài này này. Xa cái đài. Nhưng mà sao lắm lúc ông nói một câu hai lần á? Thế á? Deja vu. Không biết cái đấy mới. Ê, cái đấy mới nha, không biết nha. Không biết luôn. Cái đó mới mọi người. Trong lúc anh em
ngồi vảnh râu mẹ ngồi xem này, đâu có biết là tôi phải như vậy là tôi phải ngồi tôi đi lăng bạt hết chỗ này đến chỗ kia đâu. Đi thuyền khổ mọi người, say sóng nữa. Lôn bao nhiêu lần rồi, bây giờ tôi chẳng muốn lôn nữa, chẳng có gì trong người cả. Chiến binh hoang dã mọi người, có ăn đâu, chỉ có đi với đi và đánh nhau hết. Uống máu địch thôi chứ còn có cái gì trong bụng đâu mà lôn. Ban đầu mới đặt chân đến đây, trước đấy có ăn tí cơm ở nhà rồi. Các bạn hiểu không? Giờ chả còn gì. Từ hồi ở trên cái mảnh đất mẹ bọn này chả có cái gì ăn, toàn uống máu địch. Làm gì có gì trong bụng đâu. Bây giờ đi thuyền chả lôn được nữa. Để trèo lên đây. Sao anh không chơi Ghost of Tsushima? Anh có chơi rồi em ạ, nhưng mà nó ở bên kênh kia. Em qua để em xem được. Mày nghĩ mấy game kiểu này anh không chơi á? Để phải cái ngồi thiền này để mình chưa dùng bao giờ luôn. Ai help ở đâu ấy? Help ở đâu ấy mọi người? Help đâu ấy? Anh hiểu hôm nào rảnh em cài lại cái âm thanh cho hai tháng trời. Thế anh dại bận vãi đái luôn đấy. Anh chỉ có mỗi buổi tối để stream chơi game đàng hoàng là chúng mày phải hiểu đấy. Dạ anh bận mà, trời ơi. Rảnh máy anh mà rảnh ra cái anh ấy ngay. Dạo anh ban ngày thỉnh thoảng anh mới bật máy lên chơi được một tí. Chứ còn bình thường anh có bật máy đéo đâu. Bình thường anh toàn ngồi dưới nhà này. Có ông em làm bên âm thanh mọi người. Máy tôi mấy đợt vừa rồi mới cài lại Win, mất hết phần mềm âm thanh rồi. Chờ bao giờ rảnh nhờ thằng Minh Đức nó cài âm thanh. Lại hát karaoke mấy bữa anh em. Chó sói gì to vãi lờ vậy. Chó sói của Hủy Béo các bạn. Cái gì Hủy Béo cũng to, thề luôn. Không to mà rất được việc. Các bạn thấy con chó sói được không? Đâu phải to nhưng mà kiểu nó vô dụng đâu. Kinh quá nhở, ghê quá nhở, ghê quá, chọc ui, thằng nào ha play cái gì ấy, ui, nào, ui, làm tí. Cái gì đây? Đâu rồi? Tôi ở đâu rồi? Ra đây mà quăng ai? Quăng với bố mày! Nào bạn ra đây! Kịch quá nhỉ? Ui! Nó ném! Ai à? Đau thật đấy! Đau thật! Mất tí máu rồi. Đắc sâu rồi các bạn. Đắc sâu. Cái thằng ô này các bạn. Mấy cái thằng bắn tên rồi. Tổ sư mấy thằng bắn tên rồi. Sao nó bắn tít ở trong giỏi vậy? Trong này không phải chỗ để đánh chiếm anh em. Nó sao đây? Sương mù kinh ấy nhở. Cũng là xứ sở sương mù của khác. Đấy là con thằng nào nữa không? À có một thằng to các bạn. Sợ gì?
Ở đây các em. Pep. 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 Wow. Khiên chặt được đầu. Cái này mới. À, nói tiếng nữa tao giết mày à. Nói tiếng gì không hiểu, người Anh nói tiếng gì ấy. Tôi nhớ xem Viking ở ngay mấy tập đầu luôn. Bọn Viking nó đi bắt, nó đi xâm chiếm một cái nước. Nó đi xâm chiếm, vẫn đi xâm chiếm Anh, nhưng mà nó xâm chiếm một cái vùng đất. Ở đấy trong đấy toàn thân các thầy tu. Nên nó bắt được một thằng khá là có, khá là được việc. Nó lại làm tôi nhớ đến cái phim đấy. Sao nhở? Cái này nhiều lúc được lúc không, kiểu bấm bấm nhầm nút đấy. Tại sao tôi lại đổi vũ khí rồi? Tôi lại đổi tay rồi. Cái đổi vũ khí ở tay là gì nhở? Toàn quên. Đổi vũ khí ở đâu rồi? Tôi nhớ có một cái nút. Thỉnh thoảng tôi bấm nhầm cái nút đấy. Thế là nó đổi cái tay phải thành khiên. Mẹ nhớ. Đổi tay phải thành khiên. Thế là toàn đánh bằng khiên. Tôi đang muốn chọc cho nó nhanh mà. Bảo sao nãy giờ đánh chậm thế? Trời ạ. Hold shift và T bảo sao trời đủ. Ok. Sao anh không chạy? Anh thích đánh nhau mà em. Đã bảo là bản này anh view để đánh nhau. Thằng nào thích máu chiến thì anh vào thôi. Anh em bảo build kiếm cùng giáp dùng. Đánh nhau toàn chạy thì nói làm gì? Ờ. Nó hơi mất thời gian tí nhưng mà đánh nhau nó sướng các bạn hiểu không? Mình build để mình được trải nghiệm cái sướng đấy. Nếu không phải build còn gì, cầm mẹ hai tay không đi cho rồi. Thì hay anh em thích chơi kiểu assassin đúng không? Thế anh em lại không hợp với con game này rồi. Con game này đánh nhau ngon hơn. Assassin thì cứt để anh em chán lắm. Sang một game RPG mà nó cho build đồ để đánh nhau thì anh em build assassin sẽ hỏng rồi. Sai mục đích của game rồi. Ờ, nó bây giờ nó chỉ còn là cái title, nó chỉ là có cái tên là assassin thôi. Chứ sát thủ bây giờ móc kiếm, móc quả cu ra đánh nhau rồi các bạn. Móc quả chim giả đánh nhau rồi. Không còn thời mà không còn đâu. Build kiếm, búa là phải lấy ra đánh nhau. Mấy anh em mà hỏi là sao không chạy mà cứ tham chiến thôi. Mấy anh em về chơi Minecraft đi. Tôi thật, chỗ anh em là dạng sống hòa bình rồi. Có tôi sống là thích kiểu giết người cơ. Khuyên thật về chơi mấy game kiểu như là làm ruộng đi, nói thì lại mất lòng. Ở đây làm gì? Tôi là khi chơi game mà tôi rất là vô tổ, tôi xả sờ chết lắm. Ở ngoài tôi là con người khác đó. Tôi không nói thế, nghĩa là bảo là tôi là ở ngoài con người tôi là như thế. Ngoài ở ngoài tôi rất là hiền các bạn, nhưng ở trong game tôi là một tính cách khác. Về cơ bản khi trở thành streamer, tôi không biết ở nước khác ngoài nhau, nhưng ở Việt Nam là tôi thấy là họ diễn hơi nhiều, như kiểu họ là một con người khác ở trên stream. Thì tôi cũng thế đấy, bây giờ tôi cũng thế các bạn, có gì đâu.
Ai gặp tôi ở ngoài biết tính tôi ở ngoài nhau mà. Đó, khi trên stream tôi lại là một con người khác các bạn đúng không? Tôi không nói, bây giờ tôi nói chuyện không nói chuyện bằng Hidden Blade mà tôi nói chuyện bằng Big Sword đúng không? Các kiểu. Nào, xem lại cái chỗ kia nó ở đâu nhỉ? Đây đây, biết chỗ đấy rồi. Bây giờ mình phải chạy thẳng ở đây này. Chạy ở đây lấy cái xích cho Nai trước. Ok. Tôi đang diễn đây mà, như bao người khác đang làm không? Anh bám tường để trèo xuống các em. Nếu mà có một cái tường mà có leo trèo đây anh sẽ hướng dẫn mày. Em. Về cơ bản là em tay em điều khiển được đúng không? Không phải như kiểu gọi là handicap đúng không? Nếu mà tay chân em bình thường em sẽ biết là cách nắm cầm grab. Về cơ bản khi mà leo tường này thì nó như kiểu parkour đấy em. Nắm vào cái gồ ghề và leo xuống hoặc là kéo lên là để đi lên. Đấy, đẩy xuống là để lùi xuống. Đấy em nhá. Đấy, không những tay mà chân em phải bám víu vào em nhá. Đấy là cách cơ bản để trèo leo em. Không, cái này tôi có kinh nghiệm bởi vì ngày trước tôi chơi VR anh em ạ. Tôi chơi tay cầm có nhiều đoạn nó bắt trèo và tôi có kinh nghiệm tôi trèo mà. Anh em nào ngày trước xem mấy stream tôi hồi tôi chơi thực tế ảo là biết mà. Tôi hơi vội có kinh nghiệm trèo leo luôn, thề trèo giỏi đằng khác. Nếu mà em cần thì anh cũng có thể tạo một cái khóa huấn luyện leo trèo cũng như là các cái hoạt động của một con người bình thường. Anh có thể truyền lại cho em. Thách anh hiểu hít xa 5 cái hay không? Hít thì chắc được 2 cái là nghèo mẹ. Mày đi đâu vậy? Nó kia mà. Bọn này nó cứ thích đeo đi theo cái đường mòn này, đúng là máy. Sói Cyberpunk. Sói là sói máy các bạn ạ. Tính toán đường đi xong cứ thế mà chạy. Khổ. Nó không được như sói thường, nó chạy một phát băng qua cánh đồng luôn. Nói chứ cái đây là cái chức năng của game, nó sẽ giúp chúng ta thứ nhất là hand free, chúng ta không phải động chạm gì lúc mà nó đang đi. Thứ hai là nó sẽ không làm cho cái thú cưỡi của chúng ta nó mất stamina. Chạy này nó sẽ ok, chạy theo đường mòn nó không mất stamina mọi người. Đúng rồi, Unity thì anh em chơi stealth hợp lý hơn, chứ còn bản Origin, từ bản Origin là đánh nhau nó khác một tí rồi. Game bây giờ build theo RPG mà anh em thấy game nào mà chơi RPG mà anh em chơi kiểu thoát ẩn thoát hiện thôi. Chỉ có chơi Skyrim thôi các bạn. Mà Skyrim nó build rất đàng hoàng luôn. Skyrim nổi tiếng ở build đàng hoàng. Các bạn chơi stealth là các bạn sẽ chơi hẳn stealth ngay từ đầu luôn. Nó lại khác. Đấy, cái đấy là hơi bị đậm build đồ luôn đấy. Còn game này nó về cơ bản Viking lại còn lén lút thì... Nghĩa là anh em thích sát thủ. Nhưng mà thích cái sát thủ cũ thì anh em đừng chơi game này. Mà anh em đã chơi game này mà anh em vẫn thích cái sát thủ cũ thì anh em đừng chơi game này. Đấy. Còn đây là tôi thích sát thủ mới nhưng mà đánh nhau. Bởi vì game nó làm thế mà. Nó optimize để chúng ta chặt đầu lính mà. Anh em lại bảo tôi build kiểu đấy là sai rồi. Nó sẽ nằm ở tầm chắc ở dưới này. À không, thực ra nó nằm ở đây. À đúng rồi, có một cái lối ở đây này. Đúng rồi. Ơ. À, hiểu po bán máy tính. Ờ đúng rồi. Không phải bán máy tính. Nghe nó cùi cùi. Nó làm bên ấy em ạ. Bên kiểu phân, đúng rồi, phân phối đấy. Không phải làm đại lý như ngày xưa nữa. Mà bố sao mày quen Hiếu Po ấy? Mày quen Hiếu Po ấy không mà mày hỏi như thật em. Viewer của anh có ai hỏi Hiếu Po dạo này thế nào rồi đâu. Thế à? À thế à? Let me see. À thế à? Ông ơi, ông nhảy mẹ xuống một phát đi. Léo trèo. À thế dưới này không có một cái lối vào. Thế nó ở đâu nhỉ?
Hôm nay nó không bị giật lag mà nó lại bị kiểu mất âm thanh và bị lặp hai lần hay anh em ạ. Mỗi hôm lại có mấy cái vấn đề mới để mẹ tôi nể thật đấy. mỗi lần thế tôi lại phải chỉnh. Để tôi phải xem là có vấn đề gì các bạn ạ. Chịu vậy các bạn ơi, nói thế các bạn, tôi chịu vậy, tôi phải ngồi tôi xem lại tôi biết là bị cái gì. Kìa. Leo đàng hoàng đi mày. Trời má, Viking leo hổ vậy. Hùng 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 châu giúp mà ấy trời. Thua cả ông bên Ai Cập. Nếu biết nếu nhớ tên ông ấy là gì nhỉ? Cái ông bên Origin là gì anh em nhỉ? Hóa ông trèo đúng khỏe luôn. Bên này thấy yếu yếu. Hello Hoàng Phạm nha. Đẹp mà mọi người. Thế thì tôi nghĩ là nó ở đây rồi. Lẽ phải ở đây. Cái màu trắng mà đúng không mọi người? Nãy giờ tôi lấy cái màu trắng rồi nhỉ? Trong nhà này. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Yes. Má tôi siêu thật. Tôi đúng siêu luôn á mọi người. Từ đây nó sẽ có một cái lối đi xuống đúng không? Hello Thắng nhá, tao stream được 5 tiếng rồi. Cái này cái gì ấy? À, chìa khóa. Lâu tâm tâm nhật nha. Anh biết rồi. Tầm này mọi người vào là anh biết là mọi người toàn xem từ lâu rồi. Có người mới xem, có người thì xem lâu từ 2019. Có người xem lâu là vừa được một tiếng trước. Anh biết lâu rồi mà, mọi người không cần phải nói đâu. Chìa khóa ở đây. I should get this to the seer. Nó còn một lối đi ở dưới này này. À đây lại một chìa khóa nữa này. Bayek đúng rồi, Bayek chuẩn đấy, chuẩn đấy. Ông lại lên hú hồ ông kiếm rồi, ông lại bảo hình như mẹ đúng không? Ông lừa ai? Lừa tôi. Lừa anh em đây, lừa tôi làm sao được? Khoái nhất game ma quỷ, hỏng anh hiểu béo chứ ma quỷ là game béo gì. À, bây giờ lấy cái này nào nhờ nhờ. Ok, thế rồi. 2 phút trước á, ừ, lâu cũng lâu phết rồi em. 2 phút trước lâu rồi. Anh em thấy ông này đỉnh không? Ông này có thể chậm hơn Bayek nhưng mà ông ấy rất hay ở chỗ là ông vừa cầm đuốc vừa trèo được, má đỉnh. Đó, thấy chưa? Má mình giỏi ta. Thế là cái chỗ đi là cái chỗ quay lại rồi. Quay lại vừa nãy rồi. Xuyên là tôi cùi và nhiều lúc tôi giỏi. Được tập thể chất anh em ạ. Ah,
GTA 4 thì tôi cũng có làm được gì nhiều đâu anh em, chủ yếu thằng Vũ mà. Nhưng là anh em thích thằng Vũ chứ anh em có đâu có thích tôi đâu. Ba cái chìa khóe tất kẻ, cái mọi người ạ. Bé chìa khóe tất kẻ. Rồi, có thêm cái nữa. Bám vào những chỗ không ai nghĩ được luôn, bám được luôn. Coi anh từ lúc trong bụng mẹ đi, thằng ai đỉnh. Mày hơi đỉnh em. Hẳn là mẹ mày với anh rất là thân mật. Game chip của anh thích nhất là gì á? Nhiều lắm em ạ. Không thể nói chung là bảo với anh chọn một game duy nhất thì khó lắm, bởi vì anh thích đa thể loại mà. Chứ còn nếu mà bảo hỏi những người mà họ thích đúng một thể loại duy nhất thì họ dễ dàng họ chọn được thôi. Anh chơi nhiều mà. Có những game anh ghét là game liên quan đến nhạc. Hỏi game ghét thì nhiều lắm. Đấy. Một cái này. Hai cái này. Còn một cái nữa để làm gì anh em? Đấy, một cái nữa để mở khóa trái tim nàng. Ơ đi, mẹ khóa này. Ơ. Thế phải đi đằng kia xong quay lại. Chắc chẳng luôn. Đó, thấy chưa? Lói rồi mà. Đây rồi. Oh, fuck me. Sao sờ chim bị lập tiếng thế á? Thế à? Robin lắm trò nhỉ. Cái này bắn đi đâu à? Nhảy được. Nhảy được. Thế đoạn kia cũng phải nhảy, phải nhảy bắn rồi. Vào Hà La của Odyssey khó để nói lắm em ạ. Nhưng mà anh thì bản thân anh thì anh thích cái bản này hơn, bởi vì anh thích Viking mà. Ấn tượng mạnh bởi God of War rồi. Mà cái chìa khóa đâu nhỉ? Oh. Cái chìa khóa ngay đây cái đấy. Xong rồi đỏ anh em. Xong rồi đỏ. Bây giờ mới gọi là chìa khóa mở trái tim nàng này các bạn. Game khám phá cũng ra gì phết đấy chứ. Leo lên đầu đây rồi đi đâu nữa? Chỗ đầu tiên rồi.
Này mình hiểu mình đi lại từ đầu ấy các bạn. Đi lại từ đầu đoạn này. Anh em ơi, lúc nãy tôi ở đây xong tôi đi đâu nữa nhở? Với tôi ở đây xong tôi đi đâu nữa nhở? Xong nhảy qua đây đúng không? Nhảy qua đây à? Đấy. Tôi lại lạc đường rồi. Sida quá nhỉ. Đi xuống đây. Đúng rồi, xuống đây, xuống đây. Đúng rồi, đúng đoạn này. Đúng rồi, đúng đường này rồi. Không lệch đi đâu nữa các bạn. Gây lú quá nhỉ. Đang đi thành một vòng tròn anh em ạ. Má. Chết rồi. Chết mẹ tao rồi. Trời ơi. Chúng mày làm thế nào đấy mọi người? Đây nhá, di chuyển cục đá này. Để cả chỗ ai đi mấy lần rồi. Đây cái chỗ này là chỗ mấu chốt này. Đường nào nhờ? Đường nào đã? Nuôi tôi lên đây rồi này. Còn một chỗ trên này thì vẽ chỗ này như là về lại từ đầu. Đây cái tượng nha anh em nhá. Đây này, tôi lên cái tượng này. Bây giờ tôi sẽ đi lên trên nhá. Chỗ này như chỗ đi lại. Ơ. Ây. Đừng. À đúng, 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 đúng. Đúng nhở. Đéo phải. Đấy là đi lại từ đâu rồi.
phải các bạn ơi. Không phải từ đây trên này đi lại từ đâu rồi. Đúng nhỉ. Đây ai, tôi trượt xuống đây này, đấy, trượt xuống đây tôi nhặt mảnh giấy này, xong tôi đi này. Chỗ đầu. Chỗ đi lên là chỗ đầu tiên rồi. Chỗ đầu tiên rồi. Vãi. What the fuck? Tôi đi từ chỗ ai lên này, tôi đi dưới ai lên này. Đấy, đúng không? Ôi trời ơi, còn có một chỗ dưới nó đông nhiều thế. Đấy nha, nhảy lại xuống đây nha. Đây, đấy, lúc nãy tôi ở đằng này đúng không? Đấy, tôi hỏi anh em bảo, anh em bảo đi lên, đấy. Anh em bảo đi lên đúng không? Vì bây giờ nó chỉ có mấy chỗ này thôi các bạn. Không phải chỗ này. Cái chỗ này lúc ấy không phải chỗ mình bước vào. Đây nhá, lúc tôi hỏi anh em bảo đi lên này. Thì đáng lẽ tôi ban đầu tôi nghĩ ở trên này không. Nhưng mà chỗ chúng ta đứng là nó dưới này cơ. Lại nhá. Ủa, dưới này có cái cửa này. Tối chả thấy cái đeo rồi. Mẹ ơi. Trời ơi, nó ở dưới các bạn ạ. Mình cứ đi trên nãy giờ mình hỏi nó ở đâu. Nó ở đâu. Anh em cũng đeo biết. Hack não nha. À, không có gì các bạn ạ. Nghĩ đơn giản thôi. Nghĩ đơn giản thôi. Đấy. Khóa khóa gì đâu. Một buổi chiều. Phết. Mất thời gian phết. Đi tìm cái Excalibur để chiều theo ý anh em. Không đơn giản thế nào. Mát nữa hả? Cái sợi chim bị lạc rồi. Cho hỏi ý không phải đẩy cái này để mẹ thì hay nó lừa mình nhỉ. Tôi nghĩ là nó lừa ấy. Xong rồi. Xong rồi. Xong rồi. Xong rồi. Xong rồi. Lần này xong thật rồi. Khám phá cái này cũng gần gần phê bằng Origins.
bị lặp hay là bị đứng à anh em? Kiểu nó giật 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 hay là gì? Oh. Phê quá, phê quá. Đéo mọi người. Cho mọi người ngắm cảnh đi đái cái. Hello Khuê Minh nhá. Nghe tên này quen quen nhỉ. Giống mấy thằng làm vườn nhà mình nhỉ. Sống mũi nè. Hello Juan nhá. Làm vườn cái éo. Đây không phải làm vườn, làm vườn không dám cãi mình nha các bạn. Đéo chả là táo mà mỏ ngay. Sao rồi Quang? Anh em nãy giờ có thấy lag không hay nó chỉ bị kiểu lặp lặp lại cái giọng thôi? Anh em. Cái gì đây? Đang chơi assassin này. Chú trả tiền cho cháu đây nợ rồi. Tiền gì phải nói. Tao nợ nhiều lắm. Bây giờ đang nợ mẹ bao tiền máy đây. Mày phải nói rõ tiền gì. Nói rõ tiền gì. Tao sẽ cố xu thép tao giả. Hiểu không? Bây giờ đang nợ nhiều lắm. Bye anh, em có việc. Có gì xong mà anh còn chim thì coi tiếp. Ok em ơi. Anh sẽ chim, anh sẽ cố chim tiếp. Có gì có gì xong thì em vào xem anh nhé. Cái chỗ này lại bị nguyền rủa rồi anh em ạ. Chỗ ở của Thanh Nguyễn này.
Bạn cười bạn chết à? Ê anh em ơi, chỗ này bị nguyền rủa làm nào? Lúc ấy tôi làm gì để nó hết bị nguyền rủa nhỉ? Còn bị không anh em? Vừa bị xong à? Nó cho mũi tên là có lý do. À cái giống Game of Thrones vậy. Ông luyện trà với cái đéo nước thánh đặt chết mẹ rồi. Ông va vần tuyên truyền mấy cái dị giáo nó quen nước thành. Đợi công an bắt bây giờ. Thỉnh thoảng bị giật thôi à? Khó chịu quá nhỉ? Lấy nốt chỗ này xong về làm nhiệm vụ chính các bạn nhé. Nãy giờ chưa làm cái nhiệm vụ chính đâu cả. Má đi khám phá hết mẹ game làm nhiệm vụ chính. Nhớ anh hồi còn chơi với mấy anh em GTA 5. Xong về sau tự comment là nhớ hồi em comment là nhớ anh chơi với hội anh em GTA. Giờ em đang phải ngồi tù buồn ghê. Ước gì em có thể quay lại cái thời gian mà em comment là nhớ thời anh chơi GTA với hội anh em. Này già vẫn nhớ thời anh chơi GTA. Mày có thấy không anh em? Nhớ hồi ghét mấy thằng suốt ngày bảo anh chơi Minecraft đó. Ừ.
Cô lì giờ chỗ nào anh không biết rồi. Ai anh có liên hệ mà nó mất tích rồi. Chắc giờ chuyển qua bán hết cái đội gì rồi. Mất tiếng game á, có ai bị mất tiếng game không? Alo alo. Ờ nhỉ, sao bị mất nhỉ? Có bị mất tiếng không anh em? Sao mà trốn được anh em Việt Nam. Rồi về. Ôi má chỗ này đống này. 8 điểm kỹ năng cộng vào gì đây mọi người. Thôi không thích chơi tay cầm, bắt buộc phải ấy thì anh mới chơi luôn. Phải. Dã man con gan. Còn điểm nữa là về đây được. 207 power rồi anh em. Power. Đấy, bây giờ đấy là chúng ta quay lại cái nhiệm vụ mẹ từ rất là xa xưa rồi, đó chính là vẫn về cái ông nhà vua này. Bây giờ ông nhà vua ông đang trốn được, thì có bà vợ của bạn của ông ý là đã bị chúng ta bắt rồi. Bây giờ mình sẽ cố gắng nói chuyện với bà vợ để xem là bà có thuyết phục được bà ý khai cái chỗ chồng bà ấy ra không. Đấy, hy vọng người phụ nữ này sẽ hiểu, bởi vì một khi mà chúng tôi đã đi tìm thì có chạy đằng trời cũng đeo thoát được các bạn. Yeah. Khu cách ly wifi như loằn. À mày đang bị ở khu cách ly à? Khổ trang đôi quá. Đậu có thằng Covid lây qua đường internet đấy các bạn. Các bạn nghĩ tại sao ông Trump lại bị, ông dùng Twitter nhiều quá các bạn, bị lây qua đường internet đấy. Kinh lắm. Tôi sợ các bạn. Mai phải lấy khẩu trang rồi. Em âm, à em âm tính, đọc qua tưởng em âm hộ. I'm sorry. Không hiểu ra anh lại nói câu đấy. Your turn. She won't talk to me. Đến lượt anh. Bà ấy không nói chuyện, không chịu nói chuyện với tôi.
Bây giờ mình sẽ đi vào nói chuyện với bà ấy nhá. You have exhausted my friend Uba here. Bà đã làm người bạn Uba của tôi ở đây kiệt sức rồi. Nhưng mà tôi vẫn còn tỉnh lắm. Bà hãy nói cho tôi biết chỗ chồng bà ở đâu. Không bao giờ. Đấy, ngậm mồm rồi mặt mặt cứng như đá. Tất cả chỉ để về bảo vệ một thằng vua không xứng đáng. Bà có khát không? Chồng tôi làm những gì ông ấy cần để cho người dân Mercia. Làm sao ông ấy có thể làm khác đi khi mà biết là người thân nhất của ông ấy lại phản bội ông ấy? Hãy nói với thằng phản bội Cheowulf lời nhắn của tôi. Ồ, hắn là có thể thắng được ở trên chiến trường thôi, hiểu không? Tôi có thể thấy vì sao đấy, bà ta, hắn ta đã đâm sau lưng bà, đúng. Nhưng mà người dân Mercia đang rất là sợ hãi. Tôi nhổ vào mặt hắn. Okay. Mà càng làm chuyện này kéo dài thì sự thật nó càng hé lộ thôi. Chúng tôi đã chiếm được Repton Tamworth, bây giờ Templebrock và Lede Setche. Nhưng mà các người vẫn chưa bắt được chồng ta. Ông ấy vẫn còn rất nhiều người trung thành. Ai? Chỉ có Leofrith vẫn còn trung thành thôi. Và hắn ta cũng sẽ sụp đổ thôi. Ôi may quá. Hắn ta sẽ chết khi mà đang bảo vệ vị vua của hắn. Why? Kinh. The fuck, cái thằng này. Ôi lợn ăn đầu à? Ôi lợn nhai đầu kinh vãi. Bây giờ mình sẽ phải đuổi thằng ấy đi để lấy lòng bà này. Thôi, Ivar, đi ra ngoài ngay. Được rồi. Tóc chất phải đái, một bên chọc, một bên dài. Chú ơi, hãy để tôi đi ra khỏi đây, xin anh đấy. Hãy nói ngay bây giờ đi. Rồi tôi sẽ cho bà đi tắm ấm, tắm nước nóng. Hả? Anh đang bảo tôi phản bội chồng tôi sao? Làm sao tôi làm thế được? Nếu như bà không làm thế, thì bà sẽ phản bội rất nhiều người khác. Đấy, về cơ bản là bà với chồng bà sẽ được nhớ theo cách là phản bội người dân, nhưng mà sẽ có hòa bình với cái lời hứa của Cheowulf. Yes! Cuối cùng đã khai mẹ, lão vua chó chết. Con chim bị nhốt đã hót chưa? Nó đang trốn ở một cái chỗ nào đấy ở phía nam này. Crypt là cái gì à? Hả Robin này? Tiện đang có anh em Việt Kiều. Bây giờ ba anh phải dọn đường đến Tamworth. Đi thẳng một đường đến đấy thôi. Má cốt truyện tôi chơi đúng ít luôn, mọi người khám phá thì nhiều. Clever of you to bring the hat. You nearly blew it for me. How many more times will I have to curtail your spectacles, Ivar? Spectacle? That's just me. À, mộ à? Pile the soldiers here. Bây giờ tìm xem nó nằm đâu à? The old crypt is a south of Lead, where the Orvian and rivers join. Nó bảo bên cái hầm mộ nó nằm ở phía nam của Lead Set xe. Phía nam à? Phía nam nằm đâu? Thanh Nguyễn? Thanh Nguyễn ơi, phía nam nằm đâu nhỉ? Giống tôm. Phía nam nằm đâu nhở? Thằng Thanh thôi. Chuyên gọi là hướng, hiểu không? Chuyên định hướng, chuyên gia định hướng của tôi. Đấy, thấy chưa? Nó biết ngay các bạn. Phía dưới à? Ok. Nó bắt mình phải tìm này mới chó chết chứ. Mẹ nhớ. May là map ở đây mình khám phá được khá là nhiều. Bây giờ thấy một phát là phát chào vèo đến ngay.
Tầm nào hả anh em? Có anh em để làm gì? Đây, nó bảo là nơi mà sông Awi và sông En nối với nhau. Sông Awi và sông En nối với nhau. Đánh dấu lắm thế. Stay with me, would you? Pile the soldiers here. Guard for a musty crypt. Cannot be the dead they're protecting. Hình như đến rồi. Mệt mấy thằng ấy thế nhở? Have a look, Sunin. Hình như cái hầm mộ này anh em.
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chìa khóa ở dưới kìa. Các bạn nhìn dưới này. Thôi tôi vào tôi lấy đồ rồi anh em. Vào nhớ nút cây dìu vàng bổ hai tay khỏe trong này à? Đây, trong này tôi lấy đồ rồi anh em. Đây là nó đây này.
Thôi xong rồi. Xong rồi. Chạy đang rời. Không, không thể thế được. Hãy lùi lùi lại. That's a bread knife, my lord. Đấy là bánh cắt bánh mì mà, à dao cắt bánh mì mà. Hãy lùi lại. Không là ta sẽ đánh nhau với ngươi. Nếu như ngài gọi là năn nỉ hả? You'll have to kill me. Luckily for you, it won't come to that. I won't let this kingdom is mine. Mine. I will not yield. Sao? Time to go, my lord. Đã đến lúc đi rồi thưa ngài. Cứ ở đấy đã. Hello Tom the Megalod nha. Đồ ngon, đồ ngon. Dìu vàng anh em ơi. Ôi. Còn gì không? Kiểu đéo ra ngoài có người các anh em đi đâu. Cứu đức vua ở chúng mày này. Người nghĩ người đã thắng sao? Người chưa thắng đâu. Leo Fit, ta đã gửi hắn ta với mệnh lệnh là sẽ giết ngươi. Ý mồm đi. Ngươi cái mà cái đống bùn ngươi đang dây vào, ngươi không biết là nghiêm trọng thế nào đâu. A rancid disease. Đây rồi. We need to go fast. Đi 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 đi. Cứ chạy thôi. Ngựa nào đuổi được sói của tôi. Cắn bỏ mẹ. Ấy, ồ, ồ, đông ấy. Đừng crash. Oh, what the fuck. Crash him. You fucking piece of shit.
Fuck you. Cái thế nào? Vai caralho, các bạn ơi. Nãy giờ có bị lặp nữa không anh em? Này thì bắn teo. Ôi trời ơi. Sời. Ôi chơi như game crack ý bạn ơi. Tám giờ không tám. Ôi mới cách đây có 2 phút. Yeah. Về cơ bản không ảnh hưởng gì hết. Tôi nghĩ là 8 giờ 8 là lúc mà chúng ta vừa mới ra khỏi cái một là vừa mới ra khỏi cái cửa, hai là đến chỗ thằng Sigurd. Cách đây có 2 phút thôi mà các bạn, mất vào game mất 1 phút rồi. Vẫn ok, không sao cả. Anh em cứ bình tĩnh. Đấy, thấy chưa? Anh em phải tôi nói cho nào. Anh kiếm thêm cái giáo Odin à? Thế cơ, nhiều vũ khí đỉnh đấy cơ. Ông mẹ mày, ông mẹ mày. Sao bắn được ai? Sói đi chậm này. Sao không bắn được nhở? Mà ông vua đâu rồi? Ông vua đâu? Về đó ông vua các bạn đi. Ngoại cái mày. Ngoại. Các bạn ơi, sao mãi em bắn được nhở? Không hề bị gì ấy. Để cho ông vua bị ngã mọi người ạ. Đã chết cha bây giờ. Ra đây. Lợn. Mày chạy đi đâu được? Thằng già đốn mặt. Đi nhanh anh ơi, nó ra quân liên tục đánh không hết đâu. Ờ, đấy anh đang cố mà. Nhưng mà nãy giờ chả thấy quân nữa đâu anh ạ. Hết rồi. Coming for him. Stay alert. Đấy, bọn chúng sẽ đến vì ông đức vua đấy. Hãy chạy nhanh lên nó. Dí mặt nó vào cái đít con ngựa anh. Hãy đi theo tao, bọn lính tao ở đây. Ủa trội đẹp mà, dã man anh em, trội đẹp nhờ. Đường này nhìn giống đường Witcher quá anh em.
Hey, 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 hey. Wow, sao như tôi bị slow motion này mọi người. Đúng rồi, băm nó. Băm bọn nó anh em. Xử lý cho tôi. Giết nó, đúng rồi. Đánh bỏ e đấy. Hello Dũng Lê. Làm sao tôi biết kênh phi thường thế nào không? Có Lambo không anh? Ấy, thấy chưa? Mày nó phỉ nhổ vào mua này. Thay đổi đã đến rồi. A witan with the lords of Mercia. Burgred, my love. Nãy giờ có giật lag gì không, Hồ Thanh? My lady, are you injured? Vợ ta, nàng có làm sao không? Có chú có làm gì nàng không? Không. Thiếp ổn. À, thần ổn đúng. Lord, your king awaits. Your death will come, Danes. Your end. Người sẽ phải gặp cái chết thôi. Ta sẽ khẳng định điều đấy. Zealot sẽ biết tên người sớm thôi. Cho dù người có ở đâu, hay là người có đi xa đến mấy, bọn họ sẽ săn người. Thôi, nói thế đủ rồi. Mày... lặp suốt à? Buồn nhé. Nghe buồn dữ vậy. Zealot là sao? Hãy kệ hắn ta đi. Trầm cảm quá mới nói vậy thôi. Hãy đi cùng ta, Wupkis. Chúng ta sẽ nói chuyện trước khi mà ăn mừng nhỉ? Think you were the type. You have drawn a dark conclusion about me, haven't you? That is all well and good. I've drawn some about you as well. Are you leading a lamb to slaughter? See what I mean? Dark, too dark. You there! Get lost! Mấy thằng kia biến. Sit down. Lấy vợ xong không vắt cỡ nào giờ nhìn ốm ghê vãi. Ta biết ta là một thằng rất khốn nạn, nhưng cậu là một người đánh nhau khá giỏi. Ta rất trân trọng điều đấy. Iva không xương đấy, coi Ivo là một người bạn. Bọn chúng gọi ta không xương bởi vì ta di chuyển như cơn gió ấy, chứ không phải là vì ngươi quá say sao? Valhalla là nơi mà ta gắn liền. Ta có thể ngửi thấy mùi máu và mùi thịt kìa. A fitting end for Arachnason. You would think, eh? Me, Halfdan, we will be there. But Uba. Ta và Halfdan sẽ ở đó, nhưng Uba thì không. Ta không nghĩ bọn ta cùng đuổi một cái chiến thắng nữa. Để hắn ta đã quá già và quá béo ở một cái nông trại nào đấy. It's a common dream. Not for a warrior. Not for Drengir like us. Ngày xưa hắn khác. Nhưng mà nơi này, nơi đất nước Anh, nó đã làm hắn ta mềm yếu. Thế Uba trông thế nào? Ngày trước trông như thế nào? Trông giống ta. Rất là hoang dã đúng không? Tôi thật sự tôi không nghĩ ai giống ông cả. Nếu như đó là lời khen thì ta rất nhớ chúng. Ý ta muốn nói là ngày xưa thì mọi việc rất dễ. Nếu như thế sao ông không hoạt động của mình? Bởi vì hắn ta là anh của ta, anh em của ta. Ta rất mến hắn. Nếu như ta có thể làm gì đấy, ta sẽ làm tất cả để mang hắn ta về đây cùng chung chí hướng. Chết rồi, say quá. Ôi
Lúc uống thì không đội mũ, lúc say thì đội mũ, vãi đái. Outdid myself again. Did I miss the crowning? Thành Nguyễn bé đấy. How much did we drink? Chúng ta đã uống bao nhiêu rồi? Mình không nhớ tí nào cả. Vẫn còn hơi mờ mờ ảo ảo anh em này. Có trai tao đâu? Bố tôi đã gửi lời đến Repton nhưng mà chưa nhận được lại lời nào cả. Thưa lãnh chúa, tôi nghĩ là chúng ta nên tiếp tục đi. Người đã bán đứng ta, người bạn cũ. Và đây, ta đây. Ta đang đứng trước cái ngai vàng mà ta ngự trị không lâu trước đấy. Thực ra, người ở đây sẽ bị xét xử vì người không hợp với ngai vàng chút nào. Bây giờ, ngai vàng sẽ thuộc về Cheowulf. Mercia đã nói rồi đấy, thưa lãnh chúa, ngai vàng. Is that you, old friend? Ah, yes, I see it now. Forgive me. The robes of righteousness sit so loosely upon your shoulders. Giờ cho gì đây? Nếu như các thượng đế đã nhầm ta với là nhầm, nghĩa là kiểu ta không phải là vị vua đấy. Bây giờ cái vương miện của ta đâu? Đây à? Here I am, an upright man who never once learned how to bend the knee. And yet, I shall try. Đấy, một người chưa bao giờ quỳ gối. Bây giờ ta sẽ thử. Thực ra nó rất là đơn giản. Cảm giác không thấy sợ hãi tí nào. Hắn đang chế giễu ông đấy. Phải ta sẽ giết ngay. Pagan infested kingdom and the favors of these two-faced men. Sao vẫn để nó có con dao kia anh em? Sao vẫn để lão có con dao ở dưới? So on my terms. My demands are simple. Firstly, you must You fool. Đồ ngu. Look around. Hãy nhìn quanh ngươi đi. You have no leverage. Ngươi không có tuổi gì ở đây cả. Hãy van xin mạng sống của đấy đi. Đó là cách duy nhất mà những người này tha thứ cho người. Được rồi. Hãy tha lỗi cho tôi. Đừng có làm hại tôi. Tôi xin đấy. Tôi sẽ đi bất kỳ chỗ nào cả. Đây. Đây tôi chuyển nhượng lại giả không? Hãy đưa tên lãnh chúa này và vợ của hắn đến Rome. Hắn sẽ bị đấy, exile đấy. Gọi là cái gì nhỉ? Lại quên rồi anh em. Đầy ải, đúng rồi. Kinh. Bắt đầu dở giọng Naruto. Vị vua mới đây anh em. Hắn ta nên xứng đáng với tất cả các rắc rối. Gì?
bọn lính đang tiến đến đây anh em ạ. Loyal to the ugly ant, the đấy, bọn này trung thành đến đến đít. Bây giờ hãy lấy tất cả những gì để chặn chúng, chia chúng ra phía Bắc và phía Nam. Avior, cậu phải cứu con trai ta. Cậu ta sẽ vượt qua thôi, tôi hứa. Tôi sẽ ở đây, anh sẽ ở đây với Shou, em đi đi. Tôi phải đi đến Repton. Bây giờ phải tìm Shelbert. Shelbert con của Shouf. Have you seen Shelbert? No. Anh có thấy Shelbert không? It has to be Shelbert. He is the only prize worth taking in this mudsink. Why? Bây giờ phải đi tìm Shelbert anh em. My thanks. Đi, mình đi đi cho đỡ tốn thời gian. Kệ mẹ bọn này, cho đánh nhau. Me strength. Đưa nó ở đâu đấy quanh đây à? Jailbound. He's in trouble. Please. Đây 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 đây. Leofred. Leofred. Hãy để hắn đi. Người hãy trả lời với ta. Ta trả lời với vua của ta thôi. Ok.
Ok, chuẩn bị chắc là đánh nhau rồi các bạn. Hãy bỏ qua đi Leofrid, bây giờ không có gì để ngươi đấu tranh nữa rồi. Bọn ta đã chiếm Repton, bây giờ chỉ quan trọng nhất là thời gian thôi. Ta không thể làm thế được. Vậy thì ngươi sẽ chết. Ai cũng sẽ phải chết. You can't win this, Liv. Even if you defeat me, the Ragnarsons have won the day. I have fought many a day in my time. I'm still standing. Đau. Đau. Người đang chậm chạp rồi. You are strong-willed thane. Burgred was lucky to stand in the way of my duty. I will die before I yield. Sợ chưa? Chết chưa? Nào, hãy tiến tới đi, kết thúc ta đi. Không cầu xin vua chúa nữa à. Ta đã thề sẽ phục vụ vua Burgess cho đến chết. Ta đã chiến đấu và ta đã thua. Chúng ta đều biết là việc này sẽ đi đến đâu. Vãi. Burgess đã bỏ hắn ta, đã phản bội cái niềm tin của hắn ta. Nếu giống như tôi là Leofrid thì sao? Tại sao lại ăn cắp cái vinh quang cuối cùng của hắn? It's not an oath he would keep if he knew the truth. Then choose truth. Sự thật hoặc là vinh quang. Giết hay không đây anh em? Giết hay không đây anh em? Bây giờ nếu mà không giết thì sẽ bảo nó là Burgred đã bỏ rơi ngươi. Còn nếu mà giết thì hãy cầu xin vị vua chúa đi. Nào như nào đây mọi người. Stand, hãy đứng dậy Leofrid. Hãy sống để chiến đấu vào một ngày khác. Your loyalty to Burgred is not a loyalty returned. Cái niềm lòng trung thành của ngươi đã không được đáp lại. Bây giờ hắn ta đã bị giải đến Rome rồi. He saved himself and left you to die. All this fighting, it's for nothing. Tất cả những lần đấu tranh này sẽ chả có trả được cái gì đâu. So close. It's a dishonor worth a thousand deaths. Cái người phản bội còn tệ hơn 1000 lần cái chết. Eivor, người đã cho ta thấy được lòng tốt. Ấy, ta sẽ có thể đối đáp ngược lại. Có một cái tượng, có một cái cuộn giấy phải đốt. Cái tên ngươi nằm ở trong cuộn giấy đó. Đó là cái yêu cầu của Burgred, ta đã để ở đó. Khi mà nó mà được tìm thấy thì hội Zealot mà đọc được thì sẽ tìm được ngươi. Bọn họ là ai? Bây giờ không quan trọng nữa, ngươi không có thời gian đâu. Hãy đốt cuộn sách đi, hoặc là bọn chúng không bao giờ săn lùng ngươi. À, không bao giờ ngừng săn lùng. Thế bây giờ ngươi sẽ đi đâu? Rome. Chắc đi Rome để giết à? Come on, let's take you back. Careful, you're injured. I'm all right, really. A few nicks and cuts from the battle, that's all. These wounds will heal quickly. Những vết thương này sẽ hồi sớm thôi. I threw myself at him, Eivor. But he only toyed with me. He knew I couldn't touch him. You should have stayed hidden.
Đáng lẽ ngươi nên trốn đi, Chalbert. Đây không phải là cuộc chiến của ngươi. Không phải, mà là cuộc chiến của chúng tôi. Của anh, của tôi và của bố tôi. Tôi cần phải giúp đỡ. Và anh cũng đã làm được rồi. Anh đã cho thấy lòng dũng cảm ngày hôm nay rồi. Anh không còn là một cậu bé nữa. Chim anh đã dài ra. Lúc mà ở với Leofrith, tôi không nghĩ là anh sẽ tha cho hắn ta. He believed his king would die fighting for Mercia. He knows the truth now. And with that truth, he forges a new path. You were right about him, Chilbert. And right to believe the line that the... Chilbert! Look at you! Hãy nhìn người này. Could be chieftain of your own clan with courage like that. No less than the king of Mercia, brother. One of these days. And how is my father taking to his new role? See for yourself. Cha tao sao rồi? Tự nhìn đi. You are an Atlinger now. Or Atling, I think you'd say. Next in line for the throne. It's an honorable title. Người là người cứ thế kế thừa cái ngôi báu. Be careful who you trust. Hãy cẩn thận với những người mà người tin. Con trai ta, con ổn chứ? Yes, father. Vâng, thưa cha. Con ổn. He honored you today. Fought bravely against many stalwart foes. You have my thanks. Vang danh nhỏ. Vinh danh. And my blessing. Thế bây giờ sao? What happens now? Word of Burgred's deposition will spread quickly. The other kingdoms of England will soon enough know that Mercia has a new king. Bọn họ sẽ biết là Mercia đã có một vị vua mới. Nor will many in my kingdom. Burgred's soldiers will stand tall in the face of this turmoil, all across Mercia, against us. That we shall remedy soon enough. I am riding for Oxenfordshire directly, to forge an alliance with some thanes there. Shall I go with you? Not till I know more. Linger here a while if you can. Strengthen our friendships. I will ông này, ông anh, ông bảo ở đây. Sigurd, I would feel better if Chaelbert was away from here until Mercia is more stable. Sigurd, ta sẽ cảm thấy an toàn hơn nếu như mà con trai ta tránh xa nơi này một thời gian cho đến khi ổn định đã. Anh có ngựa không? Tôi có. Tên là Theobald. Được. Tôi có thể đưa anh đến sông Nen. Anh có thể. Hãy chuẩn bị nghe tiếng gọi của anh nhé, Eivor. Anh và Sigurd đúng là một cặp kiểu cặp ăn ý hả? Hãy cầm lấy cái này, Wolf Kiss, như một dấu hiệu của tình bạn. Đấy, khi mà anh gọi thì hội anh em của Ragnarsson sẽ đến. Anh vinh danh tôi quá. Thấy chưa? Tai nghe hết pin. How kind of you, Ivar. My pleasure. Our friendship is the best thing to come from this mess. Maybe Chaelbert. Cuối cùng cũng đã có bạn. That is good to hear. Now then. Leofrith said there are hunters after me. Zealots. If I don't clear my name, I will be marked for death. Bây giờ mình phải đến cái một chỗ nào đấy để kiếm cái cuộn sách và bỏ nó đi, nếu không mình sẽ bị săn. Đâu nhiệm vụ ở đâu nhỉ? À, tôi đi quá nhiều. Tôi đi chu du quá nhiều rồi anh em. Chỗ đéo nào có dấu răng của tôi. Xong để về ép cái kiếm nhá, ép cái rìu mới. Bây giờ mình cũng không dùng khiên mấy, thế nên là mình chắc là mình dùng rìu với một dao đi. Một rìu một dao ngon hơn, cho đến khi mà tìm được một cái rìu ngon nữa thì sẽ bỏ cái dao này ra. Bây giờ nó chỉ ở quanh đây thôi. It seems the wind calls me back to...
À nghĩa là nó ở trong này anh em ạ. Now it seems the wind calls me back to Ranji. Đùa. Let's tell her the good news. Chỗ này trước vừa lúc đồ đây mà. Không biết là có op không mọi người, chưa thấy confirm gì cả. Xem mọi người nghĩ nó ở đâu, hình như không phải ở đây đúng không? Đều phải đốt trước khi mà trời sáng anh em. Thế bỏ mẹ. Mình phải đốt hoặc là mình phải giết một thằng mình phải giết cái đấy. Giết những cái thằng đi săn. What do you see? À đây đây đây, nó ở bên này. Đây rồi. Đó là cái bức tượng mà. Đây. Đây Eivor rồi. Đấy. Thôi xong. Đốt thôi. Xong. Bây giờ chẳng còn gì ngoài tàn tro và khói bụi. Zealot là những thằng chiến binh rất là mạnh. Nó phục vụ cái hội hội cổ đại Order of the Ancient. Rồi bây giờ về nhà ép dìu đây các bạn. Lâu lắm rồi không về nhà các bé. Bollocks. Về ép dìu nhá, xem thử xem mạnh không. Này trượt giống kiểu Warzone. Để ép thử xem đường này. Không biết có đồ không. Ơ bây giờ những cái nhà mình nâng cấp rồi thì còn nâng cấp được tiếp không anh em nhở? À, đây. Ui 80. Kinh. Ép phát nữa đi. Ép phát nữa nào. Đồ vẫn còn nhiều mà. Đéo ơi. Cái này nó đẹp sẵn rồi anh em. Đấy, vàng đây rồi anh em nhá. Bây chúng ta bắt đầu. I'm on. Until next we meet. Để xem nào. Mày, dìu hai tay vài đái nhá. Thiếu 310. Thôi có gì kiếm mấy sau. Rồi mình sẽ lấy tạm rune của cái dao. Ừ.
Không để đâu mọi người. Nó đang là two-handed rồi. 4 điểm rồi các bạn ơi. Cái gì đây? Cái gì đây? Bây giờ đây, nếu mình cộng xong cái này là mình sẽ có thể cầm được hai tay hai vũ khí. Nó lại hợp lý luôn các bạn. Một kiếm một dìu vãi cứt. Wusso. Cái này không nhanh à, cũng không chậm lắm nhưng mà hơi tốn stamina mọi người. Nào bây giờ để xem có chỗ nào chiếm đánh nốt phát nào. 340. Ôi thôi bỏ. 340 thì quá đáng quá anh em. Dìu vàng em ạ. Dìu hơi bị bá đạo. Bây có quyển sách trong này mà đéo biết nó là cái gì các bạn. Đéo thể lấy được. Không biết đâu lấy thế nào. Đây 190 đây. Thế thì mình sẽ phát trèo vèo ra đây. Phát trèo vèo ra đây xong rồi chiếm đốt chỗ này xem dìu ngon không nhá. Bây giờ nó chưa cho mình cái điểm cộng mình chưa cộng cái điểm hai tay hai cái vũ khí nặng, thế nên là nó chưa được. Phải mất vài điểm nữa, 5-6 điểm nữa mới được anh em ạ. Bây giờ khám phá thế giới tí là xong mà. Để mai có thời gian tôi cày. Cố gắng cày lấy mấy điểm để tối cầm hai tay. Best brace my hood here. Một tay cầm đầu thanh, tay cầm đầu thắng. Nhiều người bị anh biết mà, chứ không phải mình anh đâu. Anh có làm béo gì đâu mà mình anh bị. Nhìn lại sói mập. Mập không? Thế là mập à? Phần cổ hơi nọng nọng đúng không? Ui mẹ. Cái con bò đứng với con sói này chắc vậy bằng 1/2. To vãi. Đánh đốt cho anh nghỉ anh em nhé. Buồn ngủ quá. Nãy giờ nó cứ lặp đi lặp lại đúng không? Nó không bị giật giật như hôm qua đúng không? Nó cứ nhưng mà nó cứ lặp lại thì nó lặp lại là thành. Nhưng mà bị thế có khó chịu không? Khó chịu bằng cái giật 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 không? Có, nhiều con em ạ, nhưng mà nhiều con muốn con đẹp thì phải bỏ tiền ra mua. Anh em không donate tôi lấy đéo đâu ra tiền mà mua. Anh nuôi tốt quá mà. Anh nhớ có cho nó ăn quái đâu nhỉ? Toàn mang đi hành xác. Nghe bựa. Khó chịu hơn à? Khó chịu hơn cả giật à? Không đặt tên được em ơi.
Monkhut, there! Nhìn cầm rìu chùy không anh em? Make them bleed and take their hold. Khiếp à? Kiếm này. Ôi. Ui dồi ôi. Mẹ fuck cho kiếm luôn. Lên anh em. Mấy thằng cất con này. Tôi vẫn thích rìu ngắn hơn anh em, nhưng mà anh em thích cái rìu này thế nên là ok. Đó, sao ấy? Cái gì ấy? Đi phẩm hóa em với thằng chó con tên này. Con mẹ nhà mày bắn tao. Bắn bố mày nữa đi. Mày muốn gì? À ô, gần chết này. Kinh đấy, lâu lắm mới có thằng đánh tao gần chết. Sát. Như đai hết anh em. Hết chưa? Chắc vẫn còn mấy thằng cung vớ vẩn nữa. Bây giờ mở cửa lút thôi.
out here. Biến. Give me a hand with this. Chặt hai phát cổ xong đấm gãy đầu kinh này để nề quá khỏe. Hết rồi anh em nhỉ. Hết không còn cái gì.